Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Và mọi người đừng quên join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án có thể mình không chia sẻ trên kênh YouTube nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia và nhận được token DNL mọi người nhé. Sẽ có 2.500 người chia phôi giải thưởng này nhé. Ok, để tham gia dự án Aerox này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên cái biểu mẫu glam.io này nhé. Đây là một dự án chạy trên nền tảng game mọi người nhé. Game Play to Earn mọi người nhé. Ok, sau khi vào đây thì mọi người sẽ đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mọi người vào chỗ này. Sau đấy mọi người follow kênh Twitter là nhiệm vụ đầu tiên. Bấm theo dõi kênh Twitter mày. Rồi sau đó quay trở lại, bấm vào con tin. Tiếp đến là retweet là bài đăng này. Mọi người retweet này, sau đó mọi người sẽ mở lên, gắn thẻ ba người bạn cho mình nhé. Ở bài đăng này mọi người sẽ bấm thích này, sau đây retweet này, gắn thẻ ba người bạn cho mình. Ok, sau đó bấm tweet lại cho mình. Rồi quay trở lại Aerox. Bấm vào con tin. Ok. Tiếp theo là join vào kênh group và kênh channel Telegram. Ở đây hai kênh này mọi người join vào cho mình nhé. Bấm tham gia kênh group này. Đồng thời chat cho người từ. Ok, sau đó quay trở lại. Tiếp tục join vào kênh trên New Telegram. Ở đây muốn tham gia kênh mình. Rồi. Tiếp đến mà bấm trở lại cho mình. Bấm lại trở lại tiếp. Bấm hộp 3 gạch. Sau đây bấm phần avatar. Ở đây mọi người copy username kênh Telegram của mọi người. Sau đấy gửi vào Aerox cho mình nhé. Bấm vào con tin. Ok, join vào kênh Discord. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi vào đây thì mọi người kéo sang phải này. Bấm vào đây cho mình này. Mọi người verify cho mình nhé. Tích vào cái hình này cho mình này. Đấy, là được nhé. Rồi kéo sang phải này. Đã xong á, quay trở lại Aerox này. Một con tin. Rồi visit này, Facebook này. Ở đây mọi người có thể theo dõi hoặc là không cần theo dõi nhé. Rồi bấm con tin luôn. Rồi. Tiếp đến địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ dùng địa chỉ ví Binance Smart Chain ở trên ví Trust Wallet hoặc là địa chỉ ví ETH ở trên ví Trust Wallet hoặc MetaMask nhé. Sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Hàng cuối cùng rồi. Ok, bấm con tin. Rồi và cuối cùng, ở đây mọi người sẽ có một cái link red mà để chia sẻ bạn bè người thân kiếm thêm entry tham gia dự án này đó này mọi người nhé. Và dự án này còn đúng 5 ngày để kết thúc sự kiện này đó. Nên anh em nào đã xem video này thì có thể tham gia dự án ngay bây giờ cho mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.